Con và Lăng Kiêu dự định Hợp nhất hai công ty chúng ta Còn muốn biết Suy nghĩ của ba là thế nào <laughs> Chúng ta là người nhà chứng nam gia đình hòa thuận giang sự mới hưng thịnh vậy công ty mới tên là hòa hưng <cười> <cười> hòa hưng được không <cười> được <cười> Việc đầu tiên phải làm là mở cuộc họp hội đồng, cải tổ lại hệ thống quản lý. Sau đó, phải dạch ra phương án tái cơ cấu, tránh bị các công ty khác mua lại. Tôi đề nghị, để cổ đông bỏ phiếu lựa chọn ra chủ tịch. Mỗi nhiệm kỳ kéo dài 3 năm. Đúng vậy. Mỗi chủ tịch trong nhiệm kỳ đều không được quyền tùy tiện đuổi vị trí khác khi thay đổi hội đồng quản trị không được thay đổi quá một phần ba số người trong hội đồng quản trị nhưng mà các cậu có nghĩ tới chuyện sẽ bị phản đối không phản đối cũng đành chịu thôi chúng ta không thể vì số ít phản đối mà ảnh hưởng tới cả tập thể được David, tạm ngưng chuyện giao dịch tiến hành tới đâu rồi sở giao dịch kiểm toán xong rồi bắt đầu từ ngày mai sẽ dừng lại tôi nghĩ thông báo cổ đông được rồi Ngụy Chi Mau đi thông báo cho cổ đông của chúng ta 9 giờ sáng ngày mai tới phòng học ừ, Dạ được Cảm ơn các vị đã dành thời gian tới tham gia cuộc họp. Mọi người cũng biết đó, tập đoàn Hùng Đại với Triệu Thị sắp nhập với nhau về việc lựa chọn chủ tịch mới trong thời gian, trong thời gian lăng vĩnh hùng vắng mặt tôi sẽ nhận vị trí này tôi xin mời phó chủ tịch lăng kiêu giới thiệu các vấn đề cụ thể nội quy cụ thể tôi đã gửi cho tất cả mọi người hy vọng mọi người phản hồi sớm góp ý cho chúng tôi sau đó chúng tôi sẽ đề ra một số biện pháp tích hợp công ty giảm bớt các bộ phận công kênh bán bớt bất động sản dư thừa cũng như bán đứt công ty không liên quan tới các công ty con hành động này của chúng tôi không chỉ là để đối phó với thịnh hoa qua. quan trọng nhất là tạo ra nền tảng tốt cho công ty sau này <laughs> nhưng mà có một vấn đề bây giờ cổ phiếu ngân động đúng là giúp chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng có thời gian rồi tiền đâu tuy chống đối thịnh hoa nhưng tiền của chúng tôi quả thật đang có một lỗ hỏng rất lớn tôi muốn hỏi hai người là hai người định đổ áp lực này lên cổ đông hay sao Ừ, phải đó. À, đúng vậy đó, đó là không đúng được có hỏi hay lắm tôi vẫn đang cân nhắc vấn đề này nhưng mà mọi người yên tâm tôi sẽ quyết định vấn đề này chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thật thỏa đáng ừ. vậy cũng ừ, được vậy dạ, dạ, dạ. ừ sao ừ. tôi thấy được đó còn tiền của chúng ta thì sao có phải không đúng gì xin hỏi tên công ty mới là gì triệu thị hay là hùng đại vậy công ty tên hòa hưng tôi mong công ty hưng thịnh xin hỏi chủ tịch của công ty sẽ là ai vậy chưa chắc chắn sau khi tái cơ cấu sẽ có gì khác xưa hay không chúng tôi sẽ triển khai dòng tài chính mới để mở rộng chuỗi sản nghiệp và phạm vi xin hỏi việc ngăn cản tập đoàn thịnh hoa mua lại tiến triển tới đâu rồi chúng tôi đang xử lý sẽ xử lý thật tốt. Đa số cổ đông cho rằng hai người đầu đầy kinh nghiệm. Xin hỏi hai người thấy sao? <laughs> Về việc này thì xin các vị cổ đông yên tâm đi. Các vị anh hùng thiếu niên, trong thế giới tư bản không phân biệt tuổi tác. Hai vị chủ tịch còn nhiều việc, cho nên cuộc phỏng vấn xin kết thúc tại đây. À, cảm ơn các vị rất nhiều. Ờ, ờ, xin đi đã, làm ơn phát biểu. Khoan đi đã, nè mạnh đồng họ Mình... chuẩn bị ngưng hẳn việc tái cấu trúc tề tuấn hả cho dù cậu gọi quen rồi thì cũng phải sửa sau này ở trong công ty phải gọi tôi là chủ tịch ồ ừ chủ tịch à vậy chúng ta tính sao đây họ tranh giành để được sống rõ ràng cũng vô ích thôi cậu làm tốt gì của cậu là được còn những chuyện khác cứ để đó tôi tự giải quyết tôi sẽ báo cho cậu biết cậu làm việc đi Bác ơi. Ờ. hương Vi hả? Ờ. Đây là tài liệu bác cần. Được. Để cho bác. Cực cho con quá. Con ngồi đi. Ừ. Ha. Ê. Bác ơi. Bác không được khỏe mà còn làm việc nữa. à, hay. Bác làm thêm một chút cũng giúp con với lăng kiêu giảm bớt chút áp lực mà ông lăng à ơi à, trời ơi ngụy di hả à, con chào bác ờ à, không sao bác đem qua tới đây thôi <laughs> ngụy di à dạ công việc sao rồi con ừ. dạ ổn cảm ơn bác đã quan tâm <laughs> hình như con với lăng kiêu đang giận nhau hả ừ. dạ không có không có gì thật không dạ thật à, vậy thì tốt nhưng mà tại sao không giống như trước vậy có gì cứ nói đi nếu như con trai bác dám bắt nạt con thì con cứ giật nói bác sẽ dạy dỗ nó Bác lo xa quá rồi Thật mà Con với Lan Kiêu vẫn vậy Chỉ là bận công việc Không có thời gian nghĩ tới chuyện yêu đương Trời ơi Công việc là công việc Tình cảm là tình cảm Hai đứa không được phép lơ là À đúng rồi Hồi nãy bác đi dạo đúng lúc Đi ngang qua chỗ mà bác hay mua quần áo Thấy được mấy kiểu dây chuyền mới Nhìn cũng đẹp lắm Cho nên bác mua tặng cho con quen biết nhau lâu rồi mà chưa có dịp ngồi xuống nói chuyện với nhau, đây là tấm lòng thành của bác, con nhận đi. Ơ, ờ, dạ thôi, cái này mắc lắm, con không dám nhận, không dám nhận đâu, con không có ý gì, chỉ là món đồ này quá mắc, con không dám nhận. <laughs> con bé này thật là dễ thương, thôi được rồi, vậy đi, bác giữ tạm ở đây. Nếu như có một ngày con với Lăng Kiêu thật sự đến được với nhau thì lúc đó Bác sẽ đích thân đeo lên cho con <laughs> Con cảm ơn bác Con <laughs> bé này, tới giờ mà còn khách sáo nữa <laughs> Bác ơi, con về trước Trễ quá, con sợ hết xe Chú ý an toàn Ờ, đúng rồi Sư phụ ở dưới, để hắn Ờ Con cảm ơn bác Đi đi con <laughs> Ừ <laughs> Tỉnh rồi hả Tôi à... giặt đồ rồi đó Ở ngoài đó Còn nữa Cô cầm cái bình qua đó để làm gì vậy hả à... À... Đẹp quá à, Cẩn thận nha 4 triệu lận Bà tôi thích lắm đó à... 4 triệu sao Cô thấy thì sao à, à... Cái đầu tôi còn không đáng 4 triệu Wow, wow. Tổng giám đốc à Nhà của anh đẹp quá vậy Không những không đẹp đẹp Sáng động đẹp cũng đẹp quá Sáng <laughs> động quá Sáng động quá Sáng động quá Sáng wow. động quá ừ, Tổng giám đốc Lăng kêu mời chơi thôi Không ngờ là họ lại tới thật nhà đẹp quá luôn ờ ê mẹ khoan cái khu rượu đã ngồi. chờ một chút Hoa, ngồi đi ngồi đi trứng nam chúng tôi tổ chức tiệc cho anh cho vui vẻ nha tới đủ chưa vậy chưa đủ đâu anh à hồi nãy mẹ em hỏi sao không dắt anh về nhà ăn cơm hình như lần trước anh chỉ có một mình được đi thôi vô lên ừ. nè Cạn ly Cạn ly Cạn ly là... làm gì vậy có người uống cho quên nỗi buồn kìa <laughs> người ta có câu cô đơn là sở thích của con người sở thích lại là nỗi cô đơn tôi biết anh không thích những nơi ồn ào như vậy cô làm cứ như là cô hiểu tôi lắm vậy đó ừ không có hiểu chút chút <laughs> nhưng mà Ai... có người không hiểu tôi chút nào hết nói lăng kiều hả mà sao anh lại nghĩ người tôi nói chính là lăng kiêu vậy trực giác trực giác của con người phát huy rất tốt nhất là hai thời điểm thứ nhất khi gặp nguy hiểm và thứ hai chính là đối với người yêu không hiểu nổi thật ra lúc này cô nên đứng trên cương vị của lăng kiều mà suy nghĩ tuy rằng có lẽ cô ngưỡng mộ chúng tôi từ nhỏ sống trong giàu sang, có được sung túc. Nhưng mà chúng tôi cũng phải chịu nhiều áp lực rất là nhiều áp lực. Giỏi chúng tôi đã bị ba mẹ áp đặt rồi. Đây là thứ mà tôi ngưỡng mộ Lăng Kiêu. Cậu ấy theo đuổi được ước mơ của mình. Mơ của mình. Nếu cô có thể tha thứ cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ mang ơn cô cả đời. Tôi chắc chắn là như vậy đó. Sao vậy? Không ngờ anh lại có thể nói những lời đó vì lăng kiêu <laughs> đừng có hiểu lầm tôi chưa bỏ cuộc đâu trong trái tim tôi cô vẫn là người quan trọng nhất từ lúc đầu tôi đã biết được người cô yêu nhất là lăng kiêu cảm xúc mà cứ giống như lúc ban đầu thì tốt biết mấy Bây giờ cũng tốt Cô biết bản thân thích cái gì biết bản thân mình muốn làm gì nhưng mà tôi dám chắc chắn một điều tôi thật sự rất vui khi được quen với các anh tuy là đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng mà cũng nhờ những chuyện lặt vặt đó mà mối quan hệ của chúng ta mới trở nên kháng khích hơn Cứ từ từ. Nghe nói mẹ của anh tặng quà cho em. Em không nhận. Tại sao vậy? Um, rất cảm ơn bác. Thật ra em cũng rất thích món quà như vậy. Em rất muốn có được. Nhưng mà em muốn dùng năng lực của mình để lấy. Nếu em nhận rồi, bác sẽ tiếp tục tặng cho em. Như vậy thì em sẽ mất đi tinh thần đấu tranh để đạt được mọi thứ. Em không phải là Bình Hoa chúng ta đều như nhau. Anh cũng muốn bản thân nỗ lực để đạt được thành công. Không để cho người khác nói anh dựa dẫm vào ba của mình. Lúc nãy Chấn Nam đã nói giúp cho anh rất nhiều. Mong em tha thứ cho anh. <laughs> Vậy hả? Thật ra anh luôn cảm kích anh ấy Vậy em thấy sao? <laughs> Nguyễn Di à Thật ra anh biết rất rõ Em đã tha thứ Cho nên anh mới không xin lỗi em Anh không muốn ảnh hưởng tới công việc Chúng ta đều biết Thời điểm bây giờ đang rất căng thẳng Nguyễn Di Anh đã từng hứa ba lời hứa Trong lúc đang làm việc Không yêu đương Không can thiệp vào cuộc sống riêng tư Không được quá thân mật Anh đều nhớ <cười> <cười> Trí nhớ tốt ừ? Em nói gì anh cũng nhớ hết Nè, Nguyễn Di Anh, anh nhớ mà Nguyễn Di Được Bây giờ chúng tôi sẽ mời Chủ tịch Triệu Chấn Nam của Hòa Hưng Và Phó Chủ tịch Lăng Kiêu Bắt đầu nghi thức Phản đối Phản đối Phản, phản đối Chúng tôi phản đối Chúng tôi phản đối 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 Chúng tôi là cổ đồng của công ty Phản đối hai với nhau Chúng tôi, tôi. tôi, chúng tôi, tôi. kiên quyết phản đối

ở công ty cậu phải gọi tôi là chủ tịch. Ờ, um, chủ tịch à, theo như tôi thấy chỉ cần nhóm cổ đông nhỏ ra ngoài làm loạn, thì mấy bài báo trên mạng sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vậy thì triệu chứng nam với lăng kiêu sẽ không được yên ổn nữa, bọn họ nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn. tới lúc đó họ sẽ phải tốn thời gian để hòa giải. Như vậy sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian nữa Tài tuấn cậu càng ngày càng tiến bộ rồi xem ra chúng ta hợp tác với nhau sẽ nhanh chóng phát triển không ngừng và trở thành hiện tượng dạ cảm ơn chủ tịch tôi sẽ tiếp tục cố gắng cố lên ước mơ của chúng ta sắp thành hiện thực rồi à đương nhiên <laughs> ngồi <laughs> bọn họ thật quá đáng cái bài báo này chưa khảo sát thực tế đã vội vàng đưa kết luận toàn là bịa đặt <laughs> buổi lễ ra mắt bị tấn công vì Sợ... quản lý an ninh không chặt cũng tại tôi sơ xuất nên mới để họ dở trò bẩn thỉu rõ ràng là những phóng viên ở đó cũng đã bị bọn họ mua chuộc rồi những người ở bên ngoài, ngoài không. không ai biết thời gian ra mắt đâu. Trừ phi người trong nội bộ tiết lộ thông tin. Với lại dựa trên phản ứng của họ, họ không tới để đòi quyền lợi. Rõ ràng là cố tình gây chuyện. Tôi nghĩ chủ mưu chuyện này chính là Mạnh Đông. Cậu nói đúng đó. Tôi điều tra rồi. Trong cái đám người gây loạn đó, có người bán lẻ của công ty chúng ta. Nhưng mà số đông vẫn là được cử tới. Mọi người nghĩ xem, vào thời điểm bây giờ, ngoài đối thủ cạnh tranh ra thì còn ai nữa các anh coi nè bây giờ trên các diễn đàn tài chính trên mạng đều đang ngập tràn những tin tức bôi xấu hòa hưng nhóm người phản đối đó còn kích động người khác nữa à nguyễn Di, chúng ta làm sao đây nếu không bắt đầu phản công thì việc thành lập hòa hưng sẽ gặp phải trở ngại lớn <laughs> tất nhiên là phải phản công nhưng mà họ chỉ làm loạn chút thôi cục chuyện như vậy Điều mà tôi lo nhất là mạnh đồng Tôi sợ anh ta thuyết phục cổ đông Họ liên kết với nhau Thì sẽ rất bất lợi Cho nên việc quan trọng nhất Là phải khống chế Quyền phát ngôn của thịnh qua <laughs> Nhưng mà bây giờ chúng ta làm sao kiểm soát họ được đây Tất nhiên là sẽ có cách Với lại tôi nghĩ ra rồi Nè Anh nói đi Em cũng nghĩ ra một cách. Vậy cậu nói đi. Chúng ta có thể sát nhập một số công ty cỡ dừa. Làm vậy sẽ giúp cổ phiếu tăng giá. Và phân tán cổ phần của thịnh qua. Nếu làm vậy, số cổ đông thường sẽ tiếp nhận. Cũng xem là củng cố. Cổ phiếu của thị trường cổ đông cấp 2. Cổ phiếu thị trường cấp 2 lưu thông với số lượng nhỏ. Mạnh đồng không còn cách nâng cao cổ phần. Ừ. Tôi cũng nghĩ giống cậu nhưng mà tôi có một vấn đề sáp nhập công ty cần phải có nhiều tiền lắm nhưng mà bây giờ chúng ta <laughs> vấn đề lớn nhất chính là tài chính nếu là thời triều thị đang phát đạt lúc cần tài trợ sẽ có người gửi tiền ngay giờ thời thế đổi thay khó tìm được nguồn tài trợ lắm <laughs> tất nhiên phải có khó khăn nhưng chúng ta phải kiên trì Nếu như không thể quy động tiền mặt Chúng ta không còn cách khác Chỉ có thể tìm cách mượn tiền Từ người quen mà thôi Tôi có quen với người giàu có Nhưng mà Đều từng bị mạnh đồng lừa Cho nên Giờ trong cãi vào tôi với Ngụy Di Cũng vô ích thôi Tôi có một vài mục tiêu Có thể bàn bạc với họ Thật ra Họ cũng có tiền trong tay đó Tôi biết một người cậu cũng biết ông ấy chắc chắn sẽ giúp thật sao là ai vậy là ba của trần tây tây trần mừng Xin lỗi Lăng Kiêu Hôm nay tôi không nên ở trước mặt của Ngụy Di Nói ra những lời đó Làm khó cậu rồi Bây giờ công việc quan trọng Em nghĩ Ngụy Di sẽ thông cảm mà Bây giờ chúng ta đã là người một nhà Không cần phải nói nhiều đâu Đi thôi ừ. Sang cửa hàng xin lỗi Thôi bảo nghĩ nhiều ừ. gọi thì không liên lạc được Ông chủ Ông chủ Nè, ông chủ Trương Sao lại sang tiệm vậy Đúng vậy, sang tiệm Tại sao <laughs> Tôi nghĩ kỹ rồi. Không thể cô ôm khư khư chuyện cũ được. Tôi muốn đi chu du đây đó, tìm kiếm cuộc đời mới. Còn con gấu bông? Gấu bông hả? Tôi nghĩ cậu không biết trân trọng cho nên là... Sao nữa vậy? Tôi tặng cho người khác rồi. Hả? Tặng cho người khác? Tặng cho ai vậy? Tôi đi tìm. Còn gấu bông quan trọng tới vậy sao? Phải đó là tính vật của chúng tôi mà dù cậu giữ con gấu bông thì người yêu cậu cũng vẫn rời xa cậu vậy thì giữ con gấu bông làm cái gì nếu như không có gấu bông thì ngụy di sẽ không quay lại <laughs> ai nói vậy Quý gì chi, xem lại ở đi. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Anh không muốn giải thích nữa. Thực ra bản thân em cũng biết em có vị trí quan trọng ra sao đối với anh. <cười> <cười> cảm giác lại được ở bên nhau rất kỳ lạ lúc con gấu mông này quay lại với chúng ta anh cảm thấy giả dạ mặt hạnh phúc của em lần đầu tiên anh làm hư con gấu mông này anh đã khiến cho em đau lòng anh buồn lắm thực ra lúc đó anh suy nghĩ rất đơn giản anh tưởng là chỉ cần mua một con gấu là đủ mù đắp rồi nhưng mà lúc anh mua con gấu bông thì tình yêu lại không đơn giản như anh tưởng anh trương đã giúp cho anh nhận ra tình yêu không phải ly nước đầy màu sắc mà là ly nước suối trong suốt ta phải từ từ để tìm hiểu còn phải tiếp tục kiên trì anh phải cảm ơn anh trương vì đã đem tình yêu của chúng ta trở lại và giúp cho anh hiểu được lúc chúng ta đang khác thì chỉ uống một ly nước suối cũng sẽ ngon như một ly nước ngọt đúng là phải cảm ơn anh trương nhưng mà phải cảm ơn anh nữa như những gì anh mới vừa nói phải dùng trái tim để thấu hiểu tình yêu đích thực tự vượt qua bản thân mình <laughs> nhưng mà anh còn phải cảm ơn một người nữa ai vậy ừ, anh đang nhìn ai <laughs> tất nhiên là phải cảm ơn em rồi em là động lực để anh kiên trì <laughs> vậy mà em cứ tưởng anh là đồ ngốc đó chứ anh chịu sáng mắt ra khi nào vậy em biết rồi sáng nay anh bị đụng trúng đầu ừ. Cũng không phải Chắc là lúc ngồi trên xe bị đụng trúng đầu rồi Chắc chắn là vậy <laughs> Sao em thông minh dữ vậy <laughs> Lúc anh đi xuống thang máy Anh đã bị đụng trúng cửa <cười> <cười> Được rồi Không cãi với anh nữa Nói chuyện chính đi à. Hai người đi tìm Trần Tây Tây Đúng vậy Vậy cô ấy Có đồng ý cho các anh mượn Tiền vốn hay không từ chối rồi <cười> <cười> tiểu kiêu à dựa trên các phương án công ty đưa ra chú thấy rất là khả thi với lại con làm rất tốt nhưng mà trước mắt thì chú chỉ có thể động viên tinh thần cho hai đứa thôi dạ không sao chú trần con biết chú cũng khó xử chú ủng hộ tụi con về mặt tinh thần đã là tốt lắm rồi à. chú trần à ngày hôm nay làm phiền chú quá vậy tụi con đi nha à tụi con xin phép à, lăng kêu chú vẫn chưa nói hết câu mà chưa gì đã vội vã đi dạ con xin lỗi chú trần con hấp tấp quá chú nói đi trời ơi bọn trẻ bây giờ đều vậy chuyện đó thì tính vậy đi thật ra chú cũng còn ít tiền nhưng mà cách đây không lâu chú đã rút số tiền còn dư đem ra ngoài và dùng riêng số đó để làm tiền đầu tư với lại số tiền đó chú đã để dưới tên con gái của chú rồi bây giờ tây tây là người quản lý tiền đó của chú cho nên là con bé chính là chủ tịch tinh hình tài chính chú không đụng tới nhưng mà chuyện của các con chú có thể bàn bạc bà thêm với tây tây ha có điều những vấn đề cụ thể các con phải tự thương lượng có được không cũng không sao đâu chúng ta phải kiên trì anh cũng đã trải qua cảm giác mất đi rồi lại lấy lại lấy lại chút động lực được rồi với lại anh phải biết dù có ra sao thì em vẫn ở bên anh <laughs> dạo gần đây doanh thu bộ phận bán hàng liên tục giảm mạnh đặc biệt là ở nhóm khách lớn không được đơn hàng nào tuy không phải là mùa cao điểm nhưng tôi vẫn không chấp nhận được kết quả này còn cô nữa doanh số thấp vậy mà còn bị khách hàng tới phàn nàn về dịch vụ hậu mãi nữa cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao đây hả muốn bỏ của chạy lấy người hay là muốn ép tôi đóng cửa giám đốc nói chuyện chút được chứ Mời ngồi. Xin chúc mừng. Nghe nói anh đã trở thành chủ tịch của Hùng Đại rồi đúng không? À, đó là chuyện của mấy ngày trước rồi. Nhưng bây giờ Hùng Đại với Triệu Thị đã xác nhập. Gọi là Hòa Hưng. Vậy anh không phải tự nhiên mà tới đây rồi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Giám đốc Trần, mời cô xem qua trước đã. anh muốn tôi giúp đỡ sao sao tôi phải giúp anh chứ ở bên chúng ta đều có lợi ừm cùng có lợi ý của anh là nếu tôi giúp anh tôi cũng có thể kiếm được tiền sao đúng vậy <laughs> tôi đâu có túng thiếu <laughs> vậy phải làm sao uhm. muốn tôi giúp anh cũng được nhưng mà anh phải chấp nhận một điều kiện cô nói đi bỏ nguyện di di đến với tôi Trần Tây Tây Cô làm vậy là gượng ép hạnh phúc của nhau Tôi không thể bỏ Ngụy Di Tôi không làm được Được thôi Không còn gì để nói Tôi đi đây Không tiễn là kêu sao rồi giám đốc đồng ý chưa chưa tại sao vậy cô ấy đưa ra điều kiện bắt tôi phải bỏ Nguyễn di đến với cô ấy điều kiện này quá đáng lắm rồi sao lại vậy được chứ <laughs> tôi cũng biết trời tay tay làm như vậy là gây khó dễ cho cậu rồi nhưng mà lan kiêu à cậu có biết không từ lúc cậu đi đó tôi không hề thấy cô ấy cười nữa ngày nào cũng ở công ty Mặt buổi thì cứ dài thường thường ra Lúc nào cũng muốn nổi nóng lên Cậu la tất cả mọi người nữa Cô ấy thay đổi rồi Cô ấy không còn là Trần Tây Tây nữa Đã vậy Mấy cô nhân viên trẻ còn Nói xấu sau lưng cô ấy nữa mà Sao cô ấy lại trở nên như vậy được chứ Cậu có biết không Là tại cậu hết đó. Là chính cậu đã cướp mất trái tim cô ấy. Tôi biết cô ấy giận tôi nên mới từ chối. Nhưng không còn cách nào khác. Tôi không thể vì muốn cô ấy giúp tôi mà bỏ Ngụy Di tới với cô ấy được. Tôi mà làm như vậy thì cũng bị xem thường thôi. cậu làm không sai đâu tuy là quy đồng tiền rất quan trọng và còn ảnh hưởng tới gia đình của hai người nữa nhưng cũng không thể vì chuyện đó mà bán đứng tình yêu được <laughs> nhục nhã quá tôi đã vì chuyện tình cảm mà không quan tâm tới lợi ích công ty <laughs> cậu đừng nói như vậy mà chắc chắn sẽ có cách thôi tôi rất nhớ trận tay tay của trước đây <laughs> Hình như anh không có tinh thần làm việc. Sao rồi? À, không có gì. Có phải là gì không quy động được tiền không? Chuyện đó thì có gì đáng buồn đâu cô ta không chịu giúp chúng ta Thì chúng ta đi tìm người khác thôi Trên đời này đâu phải chỉ có mình cô ấy là có tiền đâu Thả lỏng ra một chút đi Không phải Tại Trần Tây Tây đó chứ Không phải Đừng hiểu lầm Không liên quan đâu 嗯，不是吗？